Chủ đề thính giác phần 3. Học từ vựng. Học từ vựng tiếng Anh. Theo chủ đề. Thính giác. Phần 3, số 1 là mưm mư là tiếng thì thầm. Tiếng thì thầm. Mưm mư là tiếng thì thầm. Số 2 là sức. Sắp là tiếng nức nở. Sắp là tiếng nức nở. Số 3 là sai. Sai là tiếng thở dài. Tiếng thở dài. Số 4 là echo là tiếng vang. Echo là tiếng vang. Echo là tiếng vang. Số 5 là appropriate là tiếng rất ồn ào. Appropriate rất ồn ào. Appropriate. Appropriate là rất ồn ào. Số 6 là đâm là căng. Đâm là căm. Số 7 là mute là im lặng. Mute là im lặng. Số 8 là audible là nghe rõ. Audible là nghe rõ. Audible nghe rõ. Số 9 là retention là kín đáo. Retention là kín đáo. Retention là kín đáo. Số 10 là deaf là điếc. Deaf là điếc. Mười một là Glenn lưu gần là lanh lạnh, là chói tai. Glenn gơ điện. Glenn gơ điện là chói tai. 12 là tiếp là điếc. Mười ba là mười ba là
Cibit chờ lết là mất tiếng. Cibit chờ lết là mất tiếng. Cibit chờ lết là mất tiếng. Mưu là tiếng thì thầm, sốt là tiếng nức nở, sai là tiếng thở dài, echo là tiếng quen, appropriate là ồn ào, đâm là căng, muti là im lặng, mute im lặng, audible là nghe rõ, retention là kín đáo, Glenn Gurit là chó tai, dim là đít, CB trở lại là mất tiếng. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thính giác phần 3 tại đây.